48 thiên, ngày 48. Minh Dung, nghe nói người Trung Quốc phần lớn đều dùng WeChat là thật à? 我用，听说中国人大部分都用微信，是真的吗？ Dùng, thiên, suo, trung, của, rỉnh, ta, bù, phân, tâu, dùng, quay, xin, sư, chân, tờ, ma. Wǒ yòng, tīng shuō zhōngguò rén dà bù fèn dōu yòng wèixìn, shì zhēn de ma? Wǒ yòng, tīng shuō zhōngguò rén dà bù fèn dōu yòng wèixìn, shì zhēn de ma? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nói tốt lắm mà. 说得挺好的. Học ở đâu? 在哪儿学习? Người Hà Nội. 河内人. Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Giáo viên của hội quán Tam Thế. 三世会馆的老师. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样. Ồ, 原来是这样. Để mình gọi cho bạn đi. 我打给你吧. Nhận được rồi, với ý nhận được điện thoại. 接到了. Người Việt Nam đại bộ phận đều, người Việt Nam phần lớn đều. 越南人大部分都. Cảm thấy nên dùng. 觉得应该用. Sau khi về. 回去以后. Từ 去 ở đây chỉ hướng đi xa phía người nói. Sẽ tải xuống xem. 会下载看看. Bây giờ dùng WeChat. 现在用微信.